Chào mọi người, mình Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một điệu nhảy khá là hot trên TikTok dạo gần đây. Đó là bài Lemon Tree, hashtag là một điệu cây chanh. Ok, let's go nhé. Trước tiên thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn để hình dung toàn bộ phần nhảy cơ này. 5, 6, 7, 8, I want the I want the white da, 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 blue sky da, da, da. Ok, và rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhé. Đầu tiên, giờ các bạn đặt tay chéo như này, mình ra vai ngoài này, sẽ nắm mở này. Khi mở tay ra đây xong, thì đồng thời nhấc cái vai này và giơ thả xuống, nhấc thả xuống như sau: chéo ra nhấc thả nhấc thả. Ok, tiếp theo là lại này, chéo ra và bây giờ cũng được xoay vòng trên đầu như này và chấm chấm hỏi đó, quay quay tại sao. Ok, thì làm này nhá: chéo ra nhấc thả nhấc thả, chéo ra và quay đây. Ok chưa? Ok, tiếp theo tay phải và tay trái này, mọi người sẽ để ngang theo mình. Tay phải thì đấm chéo lên, sau đó thu về và đấm chéo xuống, rồi lặp lại tương tự so với bên này. Ok xong, đặt Blue Sky thì mình sẽ xoay tay vòng ra như này cho mình khoảng 2 vòng rưỡi 3 vòng. Và sau đó thì mở bầu trời. Đó, được chưa? Tiếp theo này, đấm tay phải xuống trước và đưa lên vùng góc. Tương tự. Sau đó mọi người mở đó, như này, giấu vào kính á. Sau đó mọi người nhấc ra ngoài. Rồi nhá, rồi bây giờ đánh chéo ngang cho nên là mình tay phải rồi tay trái lên cao này, thẳng này này. Ok, bây giờ mọi người sẽ làm sóng. Thì để làm sóng được nhá, thì trước tiên mọi người chú ý là cố gắng phần sóng ở bài này, mọi người cố gắng sóng hông thôi, nhưng mà mình sẽ dạy cho mọi người cách làm sóng luôn. Rồi bây giờ này, trước tiên làm sóng thì các bạn sẽ đổ người về trước như này đã, rồi hất cầm lên này, rồi sau đó đổ người ra sau này, được chưa? Hông dưới dưới nha. Bây giờ mình đi đến hông này, hông đưa ra sau đồng thời nhún, được chưa? Và sau đó này, hông đưa thẳng lên ra sau, đổ lại nha, đổ trước cầm đổ sau xuống đến hông và lên. Ok, bây giờ nhá, mọi người chú ý này, cố gắng chỉ đi một phần hông, đổ mỗi phần hông thôi, mình sẽ đổ người luôn và hông đi xuống. Đó, tương tự đổ người luôn và hông đi xuống. Sao? Ở đây tay sẽ in này, đổ và đi hông, theo đổ người và đi hông, đổ người đi hông. Đó, được chưa? Khi mọi người xuống hông ở đây thì mọi người có thể nâng thêm cái chân này lên cũng được, nâng tìm mọi người free như nào mọi thích và ngặt như nào nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp cho các bạn thật là chậm. 5, 6, 7, 8, 1, 2, và 3, và 4, 5, 6, và 7, và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 1, 2, đi hông, hông, hông và hông. Ok, bây giờ cái phần mọi người làm này, mọi người có thể quay theo cái hướng tay đi trong như này, như mình cũng được. Còn mình sẽ nhún tân tân tân. Đó, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ ghép nhịp cho các bạn nhanh một chút. Các bạn sẽ nhún như này cho mình nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ok, bây giờ thì mình sẽ ghép nhạc bằng lời gia điệu. Theo gia điệu các bạn này: 5, 6, 7, đặt I wonder how, I wonder why, da 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 da, blue blue sky, then 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 see, then 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 the lemon trees eat. Ok, đó, như vậy thì mình vừa dẫn xong mọi người điệu nhảy vũ điệu cây tranh ấy. Thì mọi người, mình rất mong là mọi người sẽ có một clip TikTok thật là hoành tráng và hashtag vũ điệu cây tranh. Mọi người có theo bài này thì có điều gì khó khăn hay thắc mắc thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Hãy like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.